Pháp hành trì để vượt thoát đại nạn Covid-19. Thượng tọa Thích Đạo Thông, chùa Hưng Long, Sydney, Úc Châu. Vài lời dẫn nhập. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát. Kính thưa các bậc thiện hữu tri thức và quý Phật tử thân mến, trong bối cảnh đại dịch bệnh COVID-19 đang bùng phát khắp nơi trên toàn thế giới, và chứng bệnh viêm phổi mới này đã và đang gieo rắc không biết bao nhiêu tang thương chết chóc, khổ đau cho toàn nhân loại. Trước cảnh tượng sanh ly tử biệt ngậm ngùi đầy nước mắt của người thân và gia đình cũng như bạn bè lần lượt ra đi vào cõi vĩnh hằng mà không một ai được phép đến thăm viếng tiễn đưa, lòng người luôn sống cảnh nỗi thống khổ kêu than, lo âu, sợ hãi, sầu khổ, bi thương với tâm trạng sáng dậy không chắc gì ta yên đặng đến tối, vì rằng tai họa này đến trong khoảnh khắc không ai có thể ngờ. Do vậy, Thầy Đạo Thông Chùa Hưng Long ở Sydney đã phát tâm, sưu tầm và nghiên cứu, soạn thảo phương pháp hành trì để vượt thoát nạn đại dịch COVID-19 này. Mục đích chú trọng việc phát tâm hành trì và kết pháp duyên thù thắng an lành cho quý Phật tử hữu duyên xa gần. Các đề tài như sau. 1. Một đại họa cho nhân loại là lời khai thị của Hòa Thượng Thích Tuyên Hóa cách đây gần 30 năm về trước tại chùa Kim Luân, Los Angeles vào ngày 16 tháng 8 năm 1992. Ngài có đề cập tới một chứng bệnh tân viêm phế, chứng sưng phổi loại mới, tức là bệnh COVID-19 hiện nay. Ngài rất tha thiết kêu gọi mọi người Phật tử phát đại bi tâm, trì tụng chú Đại Bi hoặc chú Lăng Nghiêm để tránh tai họa này và giữ gìn hòa bình thế giới. Phần thứ hai, nghi thức trì chú Đại Bi ngũ bộ chú được hướng dẫn tận tâm và cụ thể cho người Phật tử sơ cơ phát tâm hành trì căn bản. Phần thứ ba, nghi thức pháp tu 10 niệm của Ngài Từ Vân Sám Chủ để giúp cho người Phật tử tu tập trong bận rộn công việc mỗi ngày. Kính mong quý Phật tử hữu duyên phát tâm thọ trì, đọc tụng chú Đại Bi và niệm Phật mỗi ngày để tiêu trừ nghiệp chướng và được vô lượng an lành, đồng thời chắp tay nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho đại dịch sớm chấm dứt để cho nhân loại được sống trong hòa bình và an lạc. Nhân đây, xin giới thiệu cho quý Phật tử có thể tìm hiểu thêm về cuộc đời đạo nghiệp của Hòa Thượng Thích Tuyên Hóa giai đoạn ở Trung Quốc, ở Hồng Kông, cũng như pháp ngữ, ngữ lục, khai thị của Ngài và một số kinh điển Đại Thừa được Ngài giảng giải. Quý vị có thể tìm trên YouTube hoặc tải xuống từ Trung tâm Diệu Pháp Âm. Quý vị sẽ được thấm nhuần mưa pháp từ lời dạy của Ngài, đúng như trong Kinh Hoa Nghiêm, thân cận thiện hữu tri thức. Lời thiện tri thức như nắng trời xuân, làm tăng trưởng mọi căn mầm thiện. Lời thiện tri thức như ánh trăng rằm, vật gì được chiếu đều khiến thanh lương. Lời thiện tri thức như núi tuyết hè, làm vơi cầm thú khát khao nỗi niềm. Lời thiện tri thức nắng dọi ao thơm, nở khai tất cả hoa sen tâm lành. Kính chúc quý vị vô lượng an lành và vô lượng pháp hỷ sung mãn. Thượng tọa Thích Đạo Thông, chùa Hưng Long, Sydney, ngày 22 tháng 8 năm 2021, nhằm ngày rằm tháng 7 năm Tân Sửu. Nam mô Thường Hoan Hỷ Bồ Tát Ma Ha Tát.
Một đại họa cho nhân loại. Hòa thượng Tuyên Hóa giảng ngày 16 tháng 8 năm 1992 tại chùa Kim Luân, Los Angeles. Lời ghi chú của chủ bút: ngày 14 tháng 8 năm 1992, cố lão hòa thượng khai thị tại Vạn Phật Thánh Thành về hai chứng bệnh vô phương cứu chữa, bệnh AIDS còn gọi là SIDA, một loại bệnh chỉ nghe thấy tiếng đã khiến người ta kinh khiếp, và một chứng bệnh mới càng kinh khiếp hơn, đó là bệnh tân viêm phế, chứng sưng phổi loại mới. Hai ngày sau, tại Kim Luân Thánh Tự ở Los Angeles, Ngài một lần nữa lớn tiếng kêu gọi nhân dân thế giới hãy mau thức tỉnh về đại họa đang đe dọa toàn nhân loại, mà cùng phát đại bi tâm, trì tụng chú Đại Bi và chú Lăng Nghiêm để tránh tai họa này và giữ gìn hòa bình thế giới. Mỗi chúng ta nên nhật tân, nhật nhật tân, hữu nhật tân, có nghĩa là mình phải mỗi ngày mỗi tiến bộ, mỗi ngày mình phải khá hơn ngày trước, nếu không mình sẽ lãng phí đời người. Hãy tụng chú Đại Bi và chú Thủ Lăng Nghiêm. Chú Đại Bi có thể chữa lành mọi bệnh, cho nên nói rằng Đại Bi thần chú thông thiên địa. Khi mình niệm chú Đại Bi, tất cả các cõi trời, các tầng địa ngục đều lắng nghe. Càng niệm càng có linh cảm. Tuy vậy, nhưng mình phải niệm một cách đều đặn, hằng thường, không thể là hôm nay hoa sen, ngày mai thì hoa mẫu đơn, hôm nay tụng bài này, ngày mai niệm bài khác, không chuyên nhất. Có câu rằng: chuyên nhất thì linh cảm, tản mạng chẳng thành chi. Tôi nhớ khi lúc tôi còn ở Mãn Châu, có một làng nọ có dịch truyền nhiễm, hàng chục người chết mỗi ngày. Cho nên sau 10 ngày, hàng trăm người đã chết. Trong một gia đình 11 người, có 13 người chết trong 3 ngày. Làm sao mà có 13 người chết trong một gia đình 11 người? Là vì có hai người, một người bà con và một người bạn đến thăm gia đình ấy nên lây bệnh, không biết rằng họ cũng sẽ chết cùng với những người khác. Thật là một trận dịch kinh khiếp. Lúc bấy giờ, tôi dẫn theo 4 cậu bé 11 hoặc 12 tuổi đến làng đó để trì tụng chú Đại Bi cứu giúp. Sau khi chúng tôi đi nhiễu xung quanh làng, trì tụng 108 biến chú Đại Bi, bệnh dịch biến mất một cách kỳ bí. Do đó, tôi biết rằng cảm ứng của chú Đại Bi thì không thể nghĩ bàn. Bây giờ, chúng ta đang ở trong thời kỳ mạt pháp. Thời mạt pháp là gì? Là thời mà giáo pháp gần tàn và sắp biến mất. Ít người thật sự tin Phật, và người Phật tử còn phỉ báng Phật Pháp Tăng. Phỉ báng Tam Bảo thì làm sao gọi là tin Phật, phải gọi là tin ma. Vì tin nơi ma quỷ, họ phá hoại Phật Pháp. Và vì vậy, đủ thứ hiện tượng ma quái xuất hiện trên thế giới, hoặc là thiên tai, nhân họa hay là lan tràn bệnh dịch. Thiên tai như lục lội, hạn hán, nạn châu chấu phá mùa màng, vân vân. Nhân họa như những vụ rớt máy bay, xe lửa trật đường rầy, đụng xe, vân vân. Những tai ách này xảy ra hầu như không có lý do rõ rệt nào và gây nhiều thiệt hại nhân mạng và khủng hoảng khác. Rồi còn động đất xảy ra nơi nơi, thật đáng khiếp sợ. Nhưng con người chỉ biết sợ hãi khi tai họa xảy đến, họ không tìm căn nguyên của những tai họa ấy. Thiên tai không phải thiên có tai họa, chính nhân loại chịu tai họa. Nhân họa là do chính con người chúng ta gây ra. Những vụ động đất này xảy ra vì con người ưa chiến tranh, ưa sân hận và giết vô số người khác. Quý vị có muốn chết không? Quý vị có thích giết người không?
tốt lắm, vậy chúng ta cùng chết. Cho nên đất động. Những tai họa ấy đều là những hiện tượng ma quái. Aha, tại sao chúng ta không chịu quán chiếu để tìm ra căn nguyên của những tai họa này? Xin nói với quý vị rằng, tất cả những thiên tai, nhân họa, những trận động đất, máy bay rơi, xe lửa lật, tàu chìm, đụng xe, tất cả đều là do tâm con người tạo ra. Vì tâm con người đã mất hết bản chất người, đạo đức đã suy đồi, cho nên những hiện tượng bất thường ấy mới xảy đến. Điều kinh khiếp nhất trong thế giới loài người hiện nay là đồng tính luyến ái. Đồng tính luyến ái là một hành vi nghịch lại sinh lý của trời đất, đi ngược lại sự tạo hóa của âm dương và vi phạm quốc pháp. Hành vi này sẽ làm cho vong quốc, diệt chủng. Nếu quốc gia tiêu vong thì không còn là quốc gia nữa, và nhân loại cũng từ đó mà đoạn diệt. Dù những kẻ đồng tính luyến ái có mê cuồng nhau đến độ nào đi chăng nữa, họ không thể sinh sản được, cho nên hạt giống của nhân loại sẽ mất đi. Muốn trồng bắp thì phải có hột bắp, muốn trồng dưa thì phải có hột giống dưa, muốn trồng đậu thì phải có hột giống đậu. Chẳng những bắp và đậu có hạt giống, bất luận cái gì cũng có hạt giống. Loài người cũng phải có hạt giống người. Nếu hạt giống người bị tiêu hoại thì nhân loại sẽ diệt mất. Nhất âm, nhất dương, chi vị đạo. Biên âm, biên dương, chi vị tật. Có nghĩa là một âm hợp với một dương thì gọi là đạo. Chỉ riêng âm hay riêng dương thì gọi là thiên lệch. Giờ đây thì kẻ đồng tính luyến ái đã bị trời trừng phạt, nhưng họ vẫn chưa thức tỉnh. Sự trừng phạt này ra sao? Rằng hễ họ làm việc luyến ái thì họa tới ngay. Vì rằng dương, nam tính là nguyên lý tích cực thì khắc dương, và âm, nữ tính hay là nguyên lý tiêu cực thì khắc âm. Hãy nhìn cục nam châm, nó có một đầu âm và một đầu dương. Cần có một đầu âm và một đầu dương để hai đầu có thể hút lẫn nhau. Nếu cả hai đầu đều âm, hai đầu không thể hút nhau. Từ nơi ví dụ trên, ta có thể suy ra rằng lý âm dương thì hỗ tương, không thể bỏ một trong hai tánh ấy. Kinh dịch dạy rằng một âm hợp với một dương thì gọi là đạo, riêng âm hay đơn độc dương thì gọi là bệnh, là thiên lệch. Khi âm dương hòa hợp thì đó là đạo, khi âm dương không hòa hợp thì sự bất quân bình, bệnh tật tất xảy ra. Do vậy, đồng tính luyến ái sản sinh ra bệnh sida. Có người nói bệnh sida phát nguyên từ châu Phi, nhưng châu Phi không phải là nguồn gốc của bệnh sida. Nguồn gốc của bệnh sida là đồng tính luyến ái. Khi những người đồng tính luyến ái bị bệnh này, họ không có thuốc chữa và không có cách nào chữa khỏi. Các bác sĩ đều bó tay, vô phương trị liệu. Hiện nay, vẫn còn có người nghiên cứu bệnh sida và cố tìm phương thức chữa bệnh này. Ô hô, thật giống như biết rằng không thể mà vẫn cố làm. Họ cưỡng chữa bệnh này, chẳng những đã thất bại mà còn tạo ra một thứ bệnh sida khác, đó là bệnh viêm phổi. Bệnh viêm phổi này lại còn ghê gớm hơn bệnh sida nữa, bởi vì bệnh mới này có thể truyền nhiễm qua cái bắt tay. Người bệnh chỉ mở miệng ra nói là có thể truyền bệnh qua người khác. Trong năm vừa qua, không những bệnh nhân không thể lành, mà ngay các bác sĩ và y tá, gần 20.000 người chết vì bệnh này. Chẳng có cách nào trốn thoát, ngay cả mang khẩu trang hay mặt nạ. Chỉ cần da thịt chạm nhau là bệnh được lan truyền. Vi trùng bệnh có thể lây qua không khí, loại bệnh này còn nguy hại hơn bom nguyên tử hay cả bom khinh khí. Cho nên, nó là một tai họa không khác bệnh dịch. Bây giờ thì bệnh dịch này đã phát tác, và chẳng những người nam bị mắc bệnh mà cả người nữ cũng bệnh. Và không những cả nam lẫn nữ đều mắc bệnh, ngay cả trẻ sơ sinh cũng mắc chứng bệnh viêm phổi và bệnh sida này. Quý vị hãy nhìn xem, có phải thật là kinh khiếp không? Giờ đây, trên khắp thế giới,
Nếu chúng ta đếm số người mắc SIDA và chứng sưng phổi mới này, con số không phải là nhỏ, vì rằng một số thai nhi đã bị nhiễm vi khuẩn bệnh sưng phổi này ngay khi còn trong bào thai. Cho nên khắp thế giới, giờ cuối cùng của con người đã điểm. Cái gọi là những ngày cuối cùng của nhân loại có nghĩa là tất cả sẽ bị tiêu diệt và biến mất. Hơn phân nửa dân số thế giới đang bị nhiễm vi khuẩn bệnh này. Khi nó phát tác, nó sẽ giống như trận đại hồng thủy mà không một ai có thể ngăn chặn. Nhân loại phải làm gì khi đối diện với tai ương này? Chúng ta phải chí thành, khẩn thiết trì tụng chú Đại Bi. Đức Phật dạy rằng chú Đại Bi có thể chữa lành 84.000 tật bệnh trên thế gian. 84.000 chứng bệnh thì bao hàm cả bệnh SIDA và bệnh sưng viêm phổi. Chúng ta phải sanh lòng thành khẩn, xem việc tụng chú quan trọng như việc ăn cơm, cần thiết như việc mặc áo, không thể thiếu sót như việc ngủ nghỉ. Mình phải làm thế nào để chú Đại Bi trở thành một phần của cuộc sống hàng ngày của mình? Được vậy, bệnh SIDA sẽ sợ, bệnh sưng phổi cũng ngán, nhưng cần yếu là ta phải hết sức thành khẩn. Hơn phân nửa nhân loại sẽ bị hủy diệt, và những người sống sót là những người biết tu đạo, những người chân thật tu hành, những người biết niệm Phật, những người biết tụng kinh và những người ăn chay. Đó là những người có thể sống còn. Không phải tôi cố ý nói điều này để hù dọa quý vị. Đã đến lúc tôi không thể không lớn tiếng. Thời đại này không phải là thời đại hòa bình. Đây là một thời đại vô cùng nguy ngập. Tôi không thể không thống thiết lớn tiếng với các vị rằng sáng dậy không chắc gì ta yên lặng đến tối, vì rằng tai họa này đến trong khoảnh khắc không ai có thể ngờ. Hòa thượng Tuyên Hóa giảng ngày 16 tháng 8 năm 1992 tại chùa Kim Luân, Los Angeles. Nghi thức trì chú Đại Bi, ngũ bộ chú. Thượng tọa Thích Đạo Thông soạn thảo. Một, niệm hương lễ bái, làm sạch pháp giới. Thắp đèn, đốt hương trầm xong, đứng ngay ngắn chắp tay, để ngang ngực, mật niệm. Tịnh pháp giới chân ngôn, án lam xóa ha, ba lần. Tịnh khẩu nghiệp chân ngôn, tu rị, ma ha tu rị, ta bà ha, ba lần. Tịnh tam nghiệp chân ngôn, án ta phạ bà phạ, thuật đà ta phạ, đạt ma ta phạ, bà phạ thuật độ hám, ba lần. Phổ cúng dường chân ngôn, án nga nga nẵng, tam bà phạ phiệt, nhật ra hồng, ba lần. An thổ địa chân ngôn, nam mô tam mãn đa một đà nẵm, án độ rô, địa vĩ ta bà ha, ba lần. Hộ pháp vĩ đà thị chứng minh, thân trụ Phật tiền tâm tư nguyện, tưởng bằng bí chú đắc oan linh, hà trơn bất thức trì niệm luật, thiên kinh vạn quyển vô nhất tự, nẵng mô tô tất đế, đa rị, mạng đà, ta bà ha, ba lần. Cúng hương, nguyện đem lòng thành kính, gửi theo đám mây hương, phượng phất khắp mười phương, cúng dường ngôi tam bảo, thề trọn đời giữ đạo, theo tự tánh làm lành, cùng pháp giới chúng sanh, cầu Phật từ gia hộ, tâm bồ đề kiên cố, chí tu học vững bền,
xa bể khổ nguồn mê, chóng quay về bờ giác. Xá rồi đọc tiếp bài kệ tán Phật. Tán Phật: Đấng Pháp Vương vô thượng, ba cõi chẳng ai bằng. Thầy dạy khắp trời người, cha lành chung bốn loài. Quy y tròn một niệm, dứt sạch nghiệp ba kỳ, xưng dương cùng tán thán, ức kiếp không cùng tận. Kỳ nguyện: Tư thời đệ tử chúng đẳng, cung tựu Phật tiền, thành tâm tu hương, thiết lễ phúng tụng Đại Thừa Kinh chú, xưng tán hồng danh, tập thử công đức. Nguyện thập phương thường trú Tam Bảo, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tiếp dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Từ Bi Gia Hộ đệ tử. Nghiệp chướng tiêu trừ, phiền não đoạn diệt, thiện căn tăng trưởng, phước huệ song tu, tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, giữ pháp giới chúng sanh, nhất thời đồng đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Tâm. Ngưỡng mong oai đức vô cùng, từ bi chứng giám. Xá ba xá. Quán tưởng: Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Lưới đế châu ví đạo tràng, mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời. Trước bảo tọa thân con ảnh hiện, cúi đầu xin thệ nguyện quy y. Đảnh lễ, chủ lễ xá ba xá và niệm lớn. Chí tâm đảnh lễ, Nam mô tận hư không, biến pháp giới, quá hiện vị lai, thập phương chư Phật, tôn pháp, hiền thánh tăng, thường trụ Tam Bảo. Một lạy. Chí tâm đảnh lễ, Nam mô Ta Bà giáo chủ, điều ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đương lai hạ sanh Di Lặc tôn Phật, đại trí văn thù Sư Lợi Bồ Tát, đại hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, hộ pháp chư tôn Bồ Tát, đạo tràng hội thượng Phật Bồ Tát. Một lạy. Chí tâm đảnh lễ, Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Một lạy. Ngồi kim cang chính tọa là lấy chân bên phải gác lên chân bên trái, tay kiết ấn Đại Tam Muội là lấy hai tay ngửa ra rồi tay bên phải để lên tay bên trái, hai đầu ngón cái giáp lại nhau để ngang dưới rúng. Ấn này diệt tất cả cuồng loạn, vọng niệm, tư duy, tạp nhiễm. Biết đánh chuông mõ cùng đọc tụng, hoặc không biết chỉ đọc không cũng được. Hai, chú Đại Bi Ngũ Bộ Chú. Tán Lư Hương. Hương thơm vừa khắp trên đài, xông lên chư Phật trong ngoài đều nghe. Mây lành mỗi chốn được che, chúng con ngưỡng vọng ngồi xe nhất thừa. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Ba lần. Chú Đại Bi. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Ba lần. Thiên thủ thiên nhãn vô ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni. Nam mô Hắc Ra Đắc Na Đa Ra Dạ Gia. Nam mô A Rị Gia Bà Lô Yết Đế Thước Bát Ra Gia.
Bồ Đề Tát Đoả Bà Gia. Maha Tát Đoả Bà Gia. Maha Kaloni Kaya. Án: Tát Bàn Ra Phạt Duệ. Số Đát Na Đát Tỏa. Nam Mô Tất Cát Lật Đoả Y Mông A Rị Gia Bà Lô Cát Đế Thất Phật Ra Lăng Đà Bà. Nam Mô Na Ra Cẩn Trì. Hê Rị Ma Ha Bàn Đà Sa Mế. Tát Bà A Tha Đậu Du Bằng. A Thệ Dựng. Tát Bà Tát Đa Nam Ma Bà Tát Đa Nam Ma Bà Già. Ma Phạt Đạt Đậu. Đát Điệt Tha. Án A Bà Lô Hê. Lô Ca Đế. Ca Ra Đế. Di Hê Rị. Ma Ha Bồ Đề Tát Đoả. Tát Bà Tát Bà. Ma Ra Ma Ra. Ma Hê Ma Hê Rị Đà Dựng. Cu Lô Cu Lô Yết Mông. Độ Lô Độ Lô Phạt Xà Gia Đế. Ma Ha Phạt Xà Gia Đế. Đà La Đà La. Địa Rị Ni. Thất Phật Ra Gia. Giá Ra Giá Ra. Mạ Mạ Phạt Ma Ra. Mục Đế Lệ. Y Hê Y Hê. Thất Na Thất Na. A Ra Sâm Phật Ra Xá Lợi. Phạt Sa Phạt Sâm. Phật Ra Xá Gia. Hô Lô Hô Lô Ma Ra. Hô Lô Hô Lô Hê Rị. Ta Ra Ta Ra. Tất Rị Tất Rị. Tô Rô Tô Rô. Bồ Đề Dạ Bồ Đề Dạ. Bồ Đà Dạ Bồ Đà Dạ. Di Đế Rị Dạ. Na Ra Cẩn Trì. Địa Rị Sắc Ni Na. Ba Dạ Ma Na. Ta Bà Ha. Tất Đà Dạ. Ta Bà Ha. Ma Ha Tất Đà Dạ. Ta Bà Ha. Tất Đà Du Nghệ. Thất Bàn Ra Dạ. Ta Bà Ha.
Na ra cẩn trì. Ta bà ha. Ma ra na ra. Ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê gia. Ta bà ha. Ta bà ma ha a tất đà dạ. Ta bà ha. Giả cát ra a tất đà dạ. Ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ. Ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn già ra dạ. Ta bà ha. Ma bà lợi thắng yết ra dạ. Ta bà ha. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ gia. Nam mô a rị gia. Bà lô kiết đế. Thước bàn ra dạ. Ta bà ha. Án tất điện đô. Mạng đà ra. Bạc đà gia. Ta bà ha. Tùy sức đọc tụng 3, 5, 7 hoặc 21 biến chú Đại Bi và riêng tâm chú Đại Bi. Án tất điện đô, mạng đa ra, bạc đà dạ, ta bà ha. Thì 21, 49 hoặc 108 biến. Sau, đọc tiếp. Kim cang thắng trang nghiêm, ta bà ha. Thinh văn thắng trang nghiêm, ta bà ha. Ma yết thắng trang nghiêm, ta bà ha. Án bạc xà ra thất trị duệ, ta bà ha. Ba lần. Ba, ngũ bộ chú. Âm tiếng Việt. Tay trái kiết ấn kim cang quyền là lấy ngón cái để trong lòng bàn tay, bấm vào góc ngón áp út, chỉ giáp lòng bàn tay, rồi nắm chặt như cầm cú. Ấn này hay trừ nội ngoại chướng nhiễm, thành tựu tất cả các công đức. Tay phải cầm chuỗi trì số. Khi xả ấn kim cang quyền, nên xả trên đầu. Chú tịnh pháp giới, án lam. Chú hộ thân, án sĩ lâm. Chú lục tự đại minh, án mani bát di hồng. Chú chuẩn đề, án chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. Chú nhất tự, án bộ lâm hất rị. 21, 49 hoặc 108 biến. Ngã kim trì niệm chú Đại Bi ngũ bộ chú, tất phát bồ đề quảng đại nguyện. Nguyện ngã định huệ tốc viên minh. Nguyện ngã công đức giai thành tựu. Nguyện ngã thắng phước biến trang nghiêm. Nguyện cộng chúng sanh thành Phật đạo. Ngã tích sở tạo chư ác nghiệp, giai do vô thỉ tham sân si, tùng thân ngữ ý chi sở sanh, nhất thiết ngã kim giai sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Ba lần.
5. Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Quán tự tại Bồ Tát hành thăm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Xá Lợi Tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức, diệt phục như thị. Xá Lợi Tử, thị chư pháp không tướng, bất sinh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm, thị cố không trung, vô sắc, vô thọ, tưởng hành thức, vô nhãn nhĩ, tỷ thiệt thân ý, vô sắc, thanh hương vị xúc pháp, vô nhãn giới, nãi chí vô ý thức giới, vô vô minh, diệt vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử, diệt vô lão tử tận, vô khổ tập diệt đạo, vô trí diệt vô đắc, dĩ vô sở đắc cố, bồ đề tác đoả, y bát nhã ba la mật đa cố, tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh niết bàn. Tam thế chư Phật, y bát nhã ba la mật đa cố, đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ đề, cố tri bát nhã ba la mật đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, chân thiệt bất hư. Cố thuyết bát nhã ba la mật đa chú, tức thuyết chú viết. Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha. Ma ha bát nhã ba la mật đa, ba lần. 6. Thần chú vãng sanh. Nam mô A Di Đà Bà Dạ, Đa Tha Già Đa Dạ, Đa Điệt Già Tha. A Di Rị Đô Bà Tỳ, A Di Rị Đa Tất Đam Bà Tỳ, A Di Rị Đa Tỳ Ca Lan Đế, A Di Rị Đa Tỳ Ca Lan Đa, Già Di Rị Già Già Na, Chỉ Đa Ca Lệ Ta Bà Ha, ba lần. Bảy, tán dương A Di Đà Phật. A Di Đà Phật thân kim sắc, tướng hảo quang minh vô đẳng luân, bạch hào uyển chuyển ngũ tu di, cám mục trừng thanh tứ đại hải, quang trung hóa Phật vô số ức, hóa Bồ Tát chúng diệt vô biên, tứ thập bát nguyện độ chúng sanh, cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật 108 hoặc 1080 lần. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, ba lần. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, ba lần. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, ba lần. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, ba lần. Tám, sám mười nguyện. Một nguyện kính lễ Như Lai, hai nguyện xưng tán công dày Thế Tôn, ba nguyện tu phước cúng dường, bốn nguyện sám hối nghiệp vương tội trần, năm nguyện tùy hỷ công huân, sáu nguyện thỉnh chuyển pháp luân độ đời, bảy nguyện thỉnh Phật ở đời, tám nguyện học Phật cho người tâm linh, chín nguyện hằng thuận chúng sinh, mười nguyện hồi hướng phước lành khắp nơi. Chín, hồi hướng. Trì chú công đức thù thắng hạnh,
vô biên thắng phước, giai hồi hướng, phổ nguyện pháp giới, chư chúng sanh, tốc vãng vô lượng, quang Phật sát. Hồi hướng lương duyên, tam thế Phật, văn thù, phổ hiền, quán tự tại, chư tôn Bồ Tát, Ma Ha Tát, Ma Ha Bát Nhã, Ba La Mật. Nguyện tiêu tam chướng, trừ phiền não, nguyện đắc trí huệ, chân minh liễu, phổ nguyện tội chướng, tất tiêu trừ, thế thế thường hành, Bồ Tát Đạo. Nguyện sanh Tây Phương, tịnh độ trung, cửu phẩm liên hoa, vi phụ mẫu, hoa khai kiến Phật, ngộ vô sanh, bất thối Bồ Tát, vi bạn lữ. Nguyện dĩ thử công đức, phổ cập ư nhất thiết, ngã đẳng giữ chúng sanh, giai cộng thành Phật Đạo. Mười, thất Phật diệt tội chân ngôn, cầu siêu. Ly bà đế, cầu ha đế, đà ra ni đế, ni ha ra đế, tỳ lê nể đế, ma ha già đế, chân lăng càng đế, ta bà ha, ba lần. Tiêu tai các tường thần chú, cầu an. Nẵng mồ tam mãn đa, mẫu đà nẫm, a bát ra đế, hạ đa xá ta nẵng nẫm, đát điệt tha. Án khê khê, khê hế, hồng hồng, nhập phạ ra, nhập phạ ra, bát ra, nhập phạ ra, bát ra, nhập phạ ra, để sắc xá, sắc trí rị, ta phấn tra, phiến để ca, thất rị duệ, ta bà ha, ba lần. Phục nguyện. Nam mô Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh. Đệ tử chúng con một dạ chí thành, trì tụng Đại Bi Chú, Ngũ Bộ Chú, niệm Phật, công đức, hồi hướng cầu nguyện tất cả chúng con. Đương thời phiền não dứt sạch, nghiệp chướng tiêu tan, tật bệnh bình an, thân tâm thường lạc, gia đình thịnh đạt, hưởng cảnh an nhàn, cửu huyền thất tổ, nội ngoại tiên linh đều được nghe kinh, sinh về tịnh độ. Khắp nguyện thuyền từ phổ độ, cảm ứng vô biên, đồng hóa hữu duyên, đồng thành Phật Đạo. Nam mô A Di Đà Phật. 12. Quy y tự tánh Tam Bảo. Tự quy y Phật, đương nguyện chúng sanh thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm, một lạy. Tự quy y Pháp, đương nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng, trí huệ như hải, một lạy. Tự quy y Tăng, đương nguyện chúng sanh thống lý đại chúng, nhất thiết vô ngại, một lạy. Đạo tràng hoàn mãn, hành giả đảnh lễ rồi lui ra. Hết. Pháp tu mười niệm, ngài Từ Vân sám chủ, dùng cho người bận nhiều việc, mỗi ngày tu 10 phút. Một, tịnh pháp giới chân ngôn, án lam tóa ha, ba lần. Hai, tịnh tam nghiệp chân ngôn, án ta phạ bà phạ, thuật đà ta phạ, đạt ma ta phạ, bà phạ thuật độ hám, ba lần. Ba, chí tâm đảnh lễ, nam mô Tây Phương Cực Lạc, thế giới, tam thập lục vạn ức, nhất thập nhất vạn,
Cửu Thiên Ngũ Bá đồng danh, đồng hiệu A-di-đà Phật, đọc 3 lần, 3 lạy và 3 xá. 4. 10 niệm là Nam Mô A-di-đà Phật, đọc 10 hơi thở. Năm, phát nguyện, Ngài Từ Vân. Đệ tử tên là một lòng quy kính Đức Phật A-di-đà, thế giới cực lạc, nguyện lấy hào quang trong sạch soi cho, lấy thể từ bi mà nhiếp thọ cho. Con nay chánh niệm, niệm hiệu Như Lai, vì đạo Bồ Đề, cầu sanh tịnh độ. Phật xưa có thệ, nếu có chúng sinh muốn sinh về nước ta, hết lòng tín nguyện cho đến 10 niệm, nếu chẳng đặng sinh, chẳng thành chánh giác. Do vì nhân duyên, niệm hiệu Phật này được vào trong bể đại thệ Như Lai, nhờ sức từ bi các tội tiêu diệt, căn lành tăng trưởng, khi mạng gần chung biết trước giờ chết, thân không bệnh khổ, tâm không tham luyến, ý không điên đảo, như vào thiền định. Phật và thánh chúng tay nâng kim đài cùng đến tiếp dẫn, trong khoảng một niệm sinh về cực lạc, sen nở thấy Phật, liền nghe Phật thừa, chóng mở Phật tuệ, khắp độ chúng sanh, trọn Bồ Đề nguyện. Chúng sanh không số lượng, thệ nguyện đều độ khắp, phiền não không cùng tận, thệ nguyện đều dứt sạch, pháp môn không kể xiết, thệ nguyện đều tu học, Phật đạo không gì hơn, thệ nguyện được viên thành. Sáu, hồi hướng. Ngã kim trì niệm A-di-đà Phật, tất phát Bồ Đề quảng đại nguyện. Nguyện ngã định huệ tốc viên minh, nguyện ngã công đức giai thành tựu, nguyện ngã thắng phước biến trang nghiêm, nguyện cộng chúng sanh thành Phật đạo. Các tội ác xưa con lầm lỡ, do tham sân si muôn thuở gây nên, từ thân miệng ý sanh lên, nay con cả thải đều bền sám luôn. Nguyện con đến lúc lâm chung, diệt trừ tất cả các chướng ngại, tận mặt gặp Phật A-di-đà, liền được vãng sinh cõi cực lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát Bồ Đề tâm, khi mãn báo thân này, sanh qua cõi cực lạc. Nam Mô A Di Đà Phật, đọc 3 lần, 3 lạy và 3 xá. Phần chú thích. 1. Cả bài chú Đại Bi gồm 84 câu. Về câu 16 có thêm 5 chữ Nama Bà Tát Đa. Đó là Tổ Vân Thê Đại Sư căn cứ theo kinh Đại Bi Bổn Xứ mà phân rõ, trích Đại Bi Sám Pháp Thích Giải Minh dịch, trang 43. 2. Ngũ Bộ Chú Âm Phạn. Chú Tịnh Pháp Giới Úm Lam. Chú Hộ Thân Úm Sĩ Lâm. Chú Lục Tự Đại Minh Úm Mani Bác Mê Hùm. Chú Chuẩn Đề Úm Sang Lê Sơn Lê Cung Đê Xoa Ha. Chú Nhất Tự Úm Bộ Lâm Hất Rị. 21, 49 hoặc 108 biến. Lợi ích việc trì chú. Kinh Bất Không, quyển sách Thần Chú Tâm nói rằng, nếu có tứ chúng thọ trì trai giới, chuyên tâm trì tụng thần chú bảy biến, chẳng xen tạp ngữ khác, phải biết người này hiện đời chắc chắn giữ được 20 món lợi thù thắng. 20 món lợi đó là: 1. Thân không bị bệnh tật, được an ổn khoái lạc. 2. Do nghiệp lực đời trước, tuy có sanh bệnh nhưng trị mau lành. 3. Thân thể mềm mại, da thịt sạch sẽ trắng đẹp, mặt mày sáng sủa. 4. Được mọi người thương kính. 5. Mật độ các căn tai mắt. 6.
được nhiều tiền của quý báu, tùy ý thọ dụng. 7. Đã có tài, bãi vương, giặc, nước, lửa không thể xâm nhập. 8. Sự nghiệp làm ra đều thành tựu tốt. 9. Đã có các món trồng tỉa, không sợ ác long, sương muối, bảo lục thiêu hủy. 10. Nếu có lúa thóc tai họa xâm phạm, nên tụng thần chú gia trì nơi tro hoặc nước, trải qua 7 biến, rồi đem rưới vào ruộng khắp 8 phương đã kiết giới, trên, dưới. Bây giờ các tai hoạnh liền được diệt trừ. 11. Không bị những sự bạo ác của quỷ thần, la sát đến hốt hoạt tinh khí. 12. Tất cả hữu tình nghe thấy hoan hỷ, an lạc, thường tôn trọng, không nhàm chán. 13. Không hề sợ sệt tất cả oán cừu. 14. Dù có oán cừu cũng mau tiêu diệt. 15. Người và các kẻ phi nhân không thể xâm hại. 16. Yếm mị, trù rủa, thuốc độc, yếm chú chẳng dính vào thân. 17. Phiền não, triền cấu không thể hiện hành. 18. Dao độc, nước lửa không thể làm phương hại. 19. Chư thiên thiện thần thường theo hộ vệ. 20. Đời đời không xa rời từ bi hỷ xả. Kinh Thập Nhất Diện Quán Thế Âm thần chú có nói: nếu có các tịnh tính, thiện nam tính nữ thường trì tụng thần chú, hiện thân sẽ thu được 10 món thắng lợi. 10 món đó là: 1. Thân thường vô bệnh. 2. Thường được 10 phương chư Phật nhiếp thọ. 3. Tài bảo, y thực, thọ dụng vô tận. 4. Năng hàng phục kẻ oán địch mà không lo sợ. 5. Khiến các bậc tôn quý cung kính tin lời. 6. Cổ độ quỷ mị không thể trúng thương. 7. Tất cả dao gậy không thể làm tổn hại. 8. Nước không thể nhận chìm. 9. Lửa không đốt được. 10. Lâm chung không bị hoạn tử. Kinh Quán Thế Âm Bồ Tát Bí Mật Tạng thần chú nói: nếu có người trì chú, phàm ra làm việc gì cũng được thành tựu, chỉ cần phải thâm tín, không được sanh nghi. Người trì chú đã có công năng lợi lạc hữu tình, cứu thoát u linh. Như Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Bi Tâm Đà La Ni nói: người nào trì chú sẽ không bị 15 món ác tử. 1. Không khiến người kia bị chết vì đói khát khốn khổ. 2. Không bị chết vì cột trói đánh đập. 3. Không bị oan gia cừu đối mà chết. 4. Không bị quân trận giết nhau mà chết. 5. Không bị chết vì cọp beo làm hại. 6. Không bị chết vì rắn rít độc cắn. 7. Không bị chết vì nước trôi lửa cháy. 8. Không bị chết vì trúng độc dược. 9. Không bị trùng độc hại chết. 10. Không bị cuồng loạn thất niệm mà chết. 11. Không bị chết vì núi cây bờ gộp sập đè. 12. Không bị người ác yếm mị mà chết. 13. Không chết vì tà thần ác quỷ rình hại. 14. Không bị ác bệnh truyền thân mà chết. 15. Không bị phi phản tự hại mà chết. Kinh Bất Không Quyến thần chú tâm nói: người tụng chú lúc lâm chung được 8 món lợi thù thắng. 1. Khi mạng chung, thấy Quán Tự Tại Bồ Tát hiện tướng tỳ kheo đến trước mặt, an ủi. 2. Mạng chung được an ổn, không bị các sự thống khổ. 3. Lúc sắp mạng chung, mắt không trợn lớn, miệng không hả méo, tay buông thong thả, chân duỗi ngay ngắn, không tiết ra phân nhơ, nước tiểu, không bị trục rớt xuống đất. 4. Lúc sắp bỏ mạng, an trụ nhớ chánh niệm, ý không loạn tưởng. 5. Lúc chết không úp mặt. 6. Khi sắp chết được vô tận biện. 7. Khi đã xả mạng rồi, tùy nguyện sanh về các cõi tịnh độ chư Phật. 8. Thường cùng thiện hữu không xa rời nhau.
Kinh Thập Nhất Diện Quán Thế Âm Thần Chú nói, người tụng chú được bốn món công đức. 1. Khi lâm chung được thấy chư Phật. 2. Mạng chung không bị đọa vào chốn ác thú. 3. Không nhân hiểm nạn tai ách mà chết. 4. Được sanh về cõi cực lạc thế giới. Trích Bộ Mật Tông Thích Viên Đức. Chú ý, việc trì kinh niệm chú để linh nghiệm. Không ăn hành, hẹ, tỏi, nén, củ kiệu. Vì ăn những thứ này, miệng rất là hôi nên trì chú không linh nghiệm. Vì kinh Lăng Nghiêm Đức Phật dạy rằng, nếu ăn ngũ tân, ăn sống, tăng tâm nóng giận, ăn chín, tăng tâm ái dục, và khi ngủ, loài quỷ sẽ đến ngửi mùi hôi nơi miệng. Người hành trì phải luôn giữ tâm thanh tịnh, thiện tâm, thiện hạnh và tư tưởng hành vi phải quang minh chánh đại. Lưu ý, không đi dưới sào phơi quần áo, dưới võng, và nếu có đi ở dưới đó thì phải đội nón hoặc mũ. Ghi chú. 1. Đức Phật A-di-đà có lời phát nguyện thứ 18 rằng, giả sử khi tôi thành Phật, chúng sanh ở 10 phương chí tâm tinh ưa muốn sanh về nước của tôi, nhẫn đến 10 niệm, nếu không được sanh thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác. Ai phát tâm chuyên chấp trì danh hiệu niệm Nam Mô A Di Đà Phật là người ấy hiện đời tiêu trừ tai nạn, giải oan kết, tăng trưởng phước đức, bảo toàn tuổi thọ và nhân duyên thù thắng, sinh cõi cực lạc, vĩnh viễn an vui, thoát vòng sinh tử luân hồi. 2. Mỗi ngày vào sáng sớm, sau khi mặc áo quần chỉnh tề hoặc áo tràng, hành giả đứng quay mặt về bàn Phật hoặc về hướng Tây, chắp tay và niệm lớn danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Hết một hơi là một niệm, đủ 10 hơi như vậy là 10 niệm. Chỉ tùy hơi của hành giả dài hay ngắn, chứ không giới hạn ở số lượng danh hiệu Phật. Điều quan trọng là duy trì công phu ấy cho dài lâu và lấy lúc hết hơi làm mốc. Tiếng niệm Phật của hành giả không cao, không thấp, không nhanh, không chậm. Mục đích của 10 niệm là khiến cho tâm hành giả không tán loạn, lấy sự chuyên tinh làm công. Vì thế, gọi là 10 niệm, tức là nói rõ việc mượn hơi để gom tâm. Trong Long Thư Tăng Quảng Tịnh Độ Văn, Tiến sĩ Vương Nhật Hưu. 3. Kinh Phật dạy rằng, người nào thọ trì danh hiệu Phật, hiện đời sẽ được 10 điều thắng lợi. 1. Ngày đêm thường được tất cả chư thiên đại lực thần tướng hằng sa quyến thuộc ẩn mình theo ủng hộ. 2. Thường được 25 vị Bồ Tát như Bồ Tát Quán Thế Âm và tất cả các vị Bồ Tát khác thường đi theo ủng hộ. 3. Thường được chư Phật ngày đêm hộ niệm. Đức Phật A-di-đà thường phóng ánh sáng nhiếp thọ người này. 4. Tất cả ác quỷ hoặc dạ xoa hoặc la sát không thể làm hại. Tất cả rắn độc, rồng độc, thuốc độc, thảy đều không thể xâm hại. 5. Các nạn lửa, giặc oán, đao tên, gông xiềng, tù ngục, hoạnh tử, cuồng tử, thảy đều không phải chịu. 6. Các nghiệp đã làm trước đây, thảy đều tiêu diệt. Những oan mạng bị đương nhân giết, nhờ công đức niệm Phật, thảy đều được giải thoát, lại không còn báo thù. 7. Đêm ngủ, mộng thấy toàn việc lành, hoặc thấy sắc thân vi diệu của Phật A-di-đà. 8. Tâm thường hoan hỷ, nhan sắc sáng nhuận, khí lực sung mãn, việc làm luôn có kết quả tốt đẹp. 9. Thường được mọi người trong thế gian cung kính cúng dường, hoan hỷ lễ bái như cung kính Phật. 10. Sau khi mạng chung, tâm không sợ hãi, chánh niệm hiện tiền, được thấy Đức Phật A-di-đà và các bậc thánh tay bưng đài vàng tiếp dẫn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, cùng tận kiếp vị lai, hưởng thọ mọi sự vui màu nhiệm. 10 điều lợi ích trên đây, Kinh Văn đã ghi lại, chính do từ kim khẩu của Phật nói ra, đã có sự lợi ích trong đời này và đời sau. Do đó, Pháp Tịnh Độ là Pháp khẩn yếu trong các môn thế và xuất thế gian. Phật tử chỉ nên tinh tấn niệm Phật,
chớ nên ôm lòng hoài nghi. Trích Tịnh Độ Hoặc Vấn, Đời Nguyên, Sư Tử, Lâm Thiên Như Trước Tác. Theo Kinh Quán Vô Lượng Thọ, người hạ phẩm hạ sinh, thành tựu 10 niệm, liền vãng sanh tịnh độ, niệm Phật 1 tiếng, nhất định được diệt trừ tội nặng của sự sinh tử trong 80 ức kiếp. Một niệm đã có thể diệt tội nặng của sự sinh tử trong 80 ức kiếp. Ắt biết rõ rằng lại được công đức vi diệu trong 80 ức kiếp. Do đó nên biết một pháp niệm Phật tức là nhiều căn lành. Trích Niệm Phật Cảnh, Đại Sư Thiện Đạo. Tư lương của pháp tu Tịnh Độ Tông: tính sâu, nguyện thiết, chấp trì danh hiệu, chuyên cần. Nam Mô A Di Đà Phật. Thượng tọa Thích Đạo Thông soạn thảo, chùa Hưng Long, Sydney, ngày 22 tháng 8 năm 2021, nhằm ngày rằm tháng 7 năm Tân Sửu. Nam Mô Thường Hoan Hỷ Bồ Tát Ma Ha Tát.